có bánh xác nha bè. Em rồi mình lấy phần chanh này tô với nó mày này nha bè. Em tao rồi đây nói đồ ngoài đậm đậm thôi. Nè bạn, mình đâu cái nón đã xong với mình tô cái này nữa. Đây nè bạn, mình tô đã xong cái này xong rồi tô mấy cái áo nó nè bạn. Các bạn nhớ bấm like, đừng share, nhớ bấm ký cho các bạn. Mình tô màu đỏ. Cũng biết tô màu vàng nữa nha các bạn. Mình tô màu hồng nha bạn. Bây giờ mình tô đã xong á, xong cái này rồi bạn ơi. Mình vẽ mấy cái đồ con chân chó đứng được nha bạn. Nếu mà đang mình vẽ một con công tới đây nè bạn. Xong qua nha mẹ. Xong qua. Xong qua. Rồi nha mẹ. Tên đã xong.